Xây dựng hệ thống chuồng trại để chăn nuôi lợn từ năm 2003, nhưng chưa năm nào gia đình ông Nguyễn Văn Thắng bị thua lỗ nặng như năm nay. Đỉnh điểm là khoảng thời gian vừa qua khi giá thịt lợn chạm đáy ở mức 20.000 đồng một kg, gia đình ông lỗ tới hàng trăm triệu đồng một tháng. Hơn 50 lợn nái, 400 lợn thịt, mỗi ngày tính trung bình tiêu tốn 10 triệu tiền cám, chưa kể tiền điện nước cho trại lợn. Ông Thắng vô cùng lo ngại khi mà tới giờ giá lợn chỉ nhích được trên dưới 30.000 đồng một kg và vẫn tiếp tục lỗ vốn. Có những lúc cao điểm là thua lỗ giá lợn hơi chỉ còn 17-18. Thì tính cái giá hòa vốn phải là giá 34-35. Như vậy là mỗi một tạ lợn là lỗ gần 2 triệu. Vừa rồi còn có những người là không có tiền để mua cám công nghiệp nữa, mà họ còn phải mua bã bia về để nuôi dữ dằn. Còn với trường hợp của chị Nguyễn Thị Hằng, sau đợt giá lợn tăng cao cuối năm 2015, gia đình chị mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư làm trang trại và mong muốn khởi đầu với 60 lợn nái. Tuy nhiên, chưa đầy một năm, giá lợn giảm mạnh, gia đình chị lâm vào cảnh càng nuôi càng lỗ, lại phải trả lãi ngân hàng hàng tháng, nên đến nay, khu chuồng phải bỏ trống hơn một nửa. Giá thì càng ngày càng xuống, từ đầu năm đến giờ chúng tôi là lợn bán 19-20, cứ càng ngày càng âm nặng. Mỗi một tháng là mình mất 10 triệu ngân hàng. Thế rồi tiền nọ, tiền kia, tiền điện, tiền thuốc, tiền thang. Sau đợt giá thịt lợn bị giảm kịch sàn, những hộ chăn nuôi lợn tại đây đều đang trong tình trạng vô cùng hoang mang. Người chấp nhận bỏ chuồng, người thì phải cố gắng cầm cự nếu không muốn bị phá sản. Trong khi đó thì vẫn chưa có những giải pháp hỗ trợ thực sự hiệu quả cho người dân trong thời điểm khó khăn này. Lúc này một số hộ thì cũng đã bị lực, nói chung là cố gượng lên để mình giữ lại được cái con số, quân số đầu đàn của mình. Thế nhưng mà liệu có họ có đảm bảo được không? Và cái này thì theo tôi thì cũng cần cũng phải đến về thành phố, nhà nước cũng có đưa ra một cái chủ trương chính sách nào đó để hỗ trợ phục vụ người dân, thì để đảm bảo cho cái quá trình mà người dân tồn tại được trong cái ngành chăn nuôi này. Trong cái thời điểm hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã lên cái phương án vừa thu thập tất cả các cái trại và khảo sát những cái hộ mà chưa và cái hộ bị thua lỗ, sau đó cũng đã đề xuất ý kiến lên cấp trên huyện để có hướng để hỗ trợ cho các hộ dân. Bỏ công bỏ sức, tốn biết bao tâm huyết, tiền bạc. Vậy nên dù giá thịt có xuống thấp như thế nào, có thua lỗ ra sao thì các hộ dân nơi đây cũng không bỏ được nghề. Biết đến bao giờ giá thịt lợn mới bình ổn trở lại, người dân còn phải cầm cự bao lâu nữa khi mà bài toán về cơn khủng hoảng thịt lợn vẫn chưa có lời giải.